Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm cho bài giảng. Hôm nay thầy xin dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 3 sức kết nối tri thức của cuộc sống. Chúng ta xem bài giảng Thầy Liêm công khai quảng cáo. Các em xem quảng cáo giúp Thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình xem bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài 44 bài ôn tập chung tiết số 1 nhé. Trước hết mình sẽ làm câu số 1 đặt tính giờ tính. 132 nhân 4, giờ các em sẽ đặt tính bình thường, sau đó mình sẽ tính. Trước hết mình sẽ lấy 4 nhân 2. 4 x 2 bằng 8, viết số 8. 4 x 3 là 12, mình số 2 nhớ 1. 4 x 1 là 4, thêm 1 nhớ là 5. Kết quả là 528. Tiếp theo là 209, mình sẽ nhân cho 4. Giờ các em cũng đặt tính và tính bình thường. Chứ hết mình lấy 4 x 9, 4 x 9 bằng bao nhiêu? 4 x 9 là 36. Mình sẽ viết 6 nhớ 3. 4 x 0 là 0, khiêm 3 nhớ là 3, viết số 3. 4 x 2 là 8, viết số 8. Kết quả sẽ là 836. Tiếp theo sẽ là 113, mình sẽ nhân cho 6. Giờ mình cũng đặt tính và tính bình thường, chứ hết lấy 6 x 3. 6 x 3 bằng 18, viết 8 nhớ 1. Giờ 6 nhân 1 là 6, khi 1 nhớ là 7, viết số 7. Giờ 6 nhân 1 là 6, viết số 6, kết quả là 678. Giờ như là mình xong câu số 1 nhé. Giờ câu số 1, các em hiểu bài, các em sẽ bấm quit video, phải biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 2. Câu số 2 đặt tính giờ tính. Giờ 75 chia 5 mình cũng đặt tính giờ tính bình thường, chứ hết lấy 7 chia 5. 7 chia 5 được 1, viết số 1. 1 nhân 5 là 5, 7 chia 5 được 2, viết số 2. Hạ số 5 xuống mình được là 25. 25 chia 5 được 5, viết số 5. 5 nhân 5 là 25. 25 chia 25 bằng 0, viết số 0. Như vậy kết quả phép chia sẽ là 15. Có nghĩa là Hương sẽ bằng 15. Giờ tiếp theo là 68 chia 4. Chứ hết lấy 6 chia 4 được 1, viết số 1. 1 x 4 là 4, 6 chia 4 được 2, viết số 2. Hạ số 8 xuống mình được 28. 28 chia 4 được 7, viết số 7. 7 x 4 là 28, 28 chia 28 bằng 0. Như kết quả phép chia sẽ là 17 nhé. Có nghĩa là Hương sẽ bằng 17. Giờ tiếp theo là 96 chia 6. Chứ hết lấy 9 chia 6 được 1, viết số 1. 1 nhân 6 là 6, 9 chia 6 được 3, viết số 3. Hạ số 6 xuống mình được 36. 36 chia 6 được 6, viết số 6. 6 nhân 6 36, 36 chia 36 bằng 0. Như vậy kết quả phép chia sẽ là 16. Có nghĩa Hương sẽ bằng 16. Giờ như là mình xong câu số 2 nhé. Giờ câu số 2 các em hiểu bài. Các em sẽ bấm click video để biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 3. Câu số 3 mình sẽ viết vào chỗ chấm cho thích hợp. Như vậy cho hình chữ nhật ABCD và hình tròn tâm O như hình vẽ. Mình sẽ quan sát hình, đây là hình chữ nhật ABCD và hình tròn xung quanh, hình tròn tâm O như hình vẽ. O là trung điểm của đoạn thẳng nào? Thì mình thấy là O đây, O là trung điểm của đoạn thẳng AC và BD. Được này. Như đây mình sẽ để là AC và BD nhé. Câu B là người ta nói là các góc vuông có trong hình vẽ là, như mình thấy là có bốn góc vuông đỉnh E, cạnh AB, AD, góc vuông đỉnh P,
cạnh BA, BC, góc vuông đỉnh C cạnh CB, CD và góc vuông đỉnh D cạnh DA, DC. Đúng không? Giờ như mình sẽ trước hết mình sẽ nói về góc đỉnh A. Góc đỉnh A cạnh AB, AD chính là góc vuông thứ nhất. Đúng không? Góc đỉnh A cạnh AB và AD. Tiếp theo sẽ là góc đỉnh P cạnh PABC Tiếp theo sẽ là góc đỉnh C cạnh CBCD và cuối cùng sẽ là góc đỉnh D. Cạnh DADC. Đúng rồi. Như vậy mình sẽ có bốn góc vuông, chính là góc đỉnh A cạnh AB, AD, góc đỉnh B cạnh BA, BC, góc đỉnh C cạnh CB, CD và góc đỉnh D cạnh DA, DC. Đó là bốn góc vuông có trong hình vẽ. Tiếp theo mình sẽ nói các góc không vuông có chung đỉnh O. Như vậy là góc không vuông có chung đỉnh O chứ hết là góc góc đỉnh O cạnh là OA, OB. Đúng này. Nhưng mà chỉ để là ở đây chính là góc đỉnh O. Cạnh OEOP chấm phẩy giờ tiếp theo sẽ là góc đỉnh O cả cạnh sẽ là OBOC góc đỉnh O cạnh OBOC chấm phẩy. Tiếp theo là góc đỉnh O cạnh OCOD. Và cuối cùng là góc đỉnh O cạnh ODOE. Đúng nè. Giờ như là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 các em hiểu bài, các em sẽ bấm hết video hãy biết các em hiểu bài nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 4. Câu số 4 người ta kêu mình tính giá trị của biểu khúc. Giờ mình sẽ có câu A là 216 cộng 148 trừ 144. Như biểu khúc này mình hơi có phép cộng phép trừ, mình sẽ tính từ trái qua phải là được nha. Như vậy trước hết mình sẽ lấy 216 cộng 148 bằng bao nhiêu trước nha. Mình sẽ tính nhẩm. Giờ mình sẽ lấy hàng đơn vị, cộng hàng đơn vị 6 cộng 8 14 viết 4 nhớ 1. Hàng chục 1 cộng 4 là 5 khi 1 nhớ là 6 viết số 6. Hàng trăm 2 cộng 1 là 3, kết quả là 364. Trừ cho 144 mình sẽ viết lại. Mình sẽ lấy 364 trừ 144 mình sẽ tính nhẩm. Mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị. 4 trừ 4 bằng 0, viết số 0.
Hàng chục 6 trừ 4 được 2, viết số 2. Hàng trăm 3 trừ 1 được 2, kết quả là 220. Tiếp theo là câu B, 216 nhân cho mở ngoặc 148 trừ 144. Trong biểu khúc này mình thấy là có dấu ngoặc, mình sẽ tính trong ngoặc trước nha. Như vậy là 216 dấu nhân mình sẽ viết lại. Rồi 148 trừ 144 bằng bao nhiêu mình sẽ tính nhầm. Mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị. 8 trừ 4 được 4, viết số 4. Hàng chục 4 trừ 4 bằng 0, số 0 đứng trước không cần viết. 1 trừ 1 bằng 0, số 0 đứng trước không cần viết. Tiếp theo mình sẽ lấy 216 nhân cho 4, mình sẽ tính nhầm. Chưa hết mình sẽ lấy 4 nhân cho 6, 4 nhân 6 bằng 24, viết 4 nhân 2. 4 nhân 1 là 4, thêm 2 nhớ là 6, viết số 6. Và 4 nhân 2 là 8, viết số 8, kết quả là 864. Giờ như vậy là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 các em hiểu bài, các em sẽ bấm click video, hãy biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 5. Cửa hàng có một khùng đựng 120 lít nước mắm. Cửa hàng đã lấy ra 7 can, mỗi can là 10 lít mắm. Nước mắm, hỏi trong khùng còn lại bao nhiêu lít nước mắm? Như vậy người ta nói cửa hàng có một khùng đựng 120 lít nước mắm. Cửa hàng đã lấy ra 7 can, mỗi can là 10 lít nước mắm. Như vậy trước hết mình sẽ tính số lít nước mắm cửa hàng đã lấy ra. Đúng này, 7 can, mỗi can 10 lít. Đúng này, thì mình sẽ lấy 10 nhân 7 là sẽ ra số lít nước mắm đã lấy ra được này. Như vậy là lời giải thứ nhất là số lít nước mắm. Cửa hàng đã lấy ra là 7 can, mỗi can 10 lít, mình sẽ lấy 10 nhân cho 7. Mười nhân 7 sẽ là 70, như là 70 lít. Giờ bây giờ người ta hỏi cái gì mình trả lời cái này. Người ta hỏi là trong khùng còn lại bao nhiêu lít nước mắm. Thì mình bỏ chữ hỏi đi, mình khai chữ bao nhiêu hình chữ số, mình trả lời là trong khùng còn lại 6 lít nước mắm. Đúng này. Trong khùng còn lại. Số lít nước mắm. Giờ như là chung khủng ban đầu là 120 lít. Lấy ra 70, mình sẽ lấy 120 trừ 70. Giờ mình sẽ tính nhầm nha. 120 thì mình có thể đọc là 12 chục. 12 chục trừ 7 chục, mình sẽ lấy 12 trừ 7 được 5, kết quả là 50 chục. Đúng không? Lít. Như vậy đáp số xanh 50 lít nha. Nước mắm. Giờ như là mình xong câu số 5 nha. Giờ câu số 5 các em hiểu bài, các em sẽ bấm click video, các em hiểu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng giờ hiểu bấm click chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hà Liêm thì các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hà Liêm nha. Thầy chúc các em học tập, tạm biệt các em nhé.